Thưa quý cộng đoàn, cũng đã khá lâu bản thân con đây chưa có dịp để ghé thăm và cùng dâng lễ với cộng đoàn. Ngày hôm nay, nhân dịp người em họ dâng thân lễ tạ ơn tại giáo xứ nhà đây sau khi lãnh nhận thánh chức linh mục vào Chủ nhật vừa qua tại Ai Nhĩ Lan, để chúng con được đến đây được cha xứ cho phép để được dâng lễ để cầu nguyện cho cha mới. Và cảm ơn cha cũng ngỏ ý để xin con được giúp chia sẻ một chút ít đối với cộng đoàn và đối với cha mới trong ngày hôm nay. Có lẽ anh chị em cũng đồng ý với chúng tôi rằng rất ám hợp để chúng ta lắng nghe đoạn lời Chúa trong ngày hôm nay trong bối cảnh của một tân linh mục dâng lễ tạ ơn, khi cả ba bài lời Chúa đều nói về hình ảnh của con chiên. Hình ảnh con chiên không chỉ áp dụng riêng cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, hình ảnh của mục tử cũng vậy, không chỉ áp dụng riêng cho giáo hội, nhưng đây là vai trò và là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Hình ảnh của con chiên nói đến hai vai trò và hai trách nhiệm mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Nghĩa là tất cả chúng ta đều đóng vai là con chiên, và cùng một lúc chúng ta cũng là những vị mục tử, là con chiên trong tương quan đối với Thiên Chúa và là vị mục tử trong tương quan đối với con người, đối với tha nhân chúng ta với nhau. Cho phép chúng tôi chia sẻ đến hai nhân đức và hai vai trò, cũng là hai trách nhiệm của tất cả chúng ta cần đến. Đó là nhân đức lắng nghe và nhân đức vâng lời. Dù là con chiên hay vị mục tử, chúng ta cần đến hai nhân đức này. Là bởi vì chúng ta cứ nhìn vào hình ảnh của Chúa Giêsu là một con chiên của Thiên Chúa, và cùng một lúc Ngài cũng là vị mục tử. Nhưng hai nhân đức này không bao giờ tách rời trong con người và việc phục vụ của Chúa Giêsu. Ngài đã từng nói với các tông đồ rằng: những gì ta nghe biết nơi cha ta nói cho các con biết, và những gì cha ta cho ta biết, ta cũng nói cho chúng con biết. Thiên Chúa ban cho chúng ta hai đôi tai để lắng nghe, nhưng chỉ có một cái miệng để nói. Và điều đó nhắc nhở cho chúng ta rằng quan trọng và cần thiết nhất trong cuộc sống này, đó là việc lắng nghe. Ai đã một lần tiếp cận với con chiên, chúng ta sẽ thấy con chiên là một trong những loài vật nó đặc biệt lắng nghe tiếng của chủ nó trước cái đã. Cách đây mấy năm, nhà dòng Houston chúng tôi có một ân nhân tặng cho một cặp con chiên để các thầy mang về nhà nuôi. Và thú thật, khi mới mang về nhà rất khó để bắt nó nghe theo. Nó cứ gặp ai nó chạy te tua. Mất khoảng cỡ một tháng trời, cứ liên tục ra và nói với nó. Khi nó quen rồi, chỉ đứng từ xa. Và thậm chí có một lần bản thân chúng tôi thử đứng ở phòng phía trong, có nghĩa là bên trong bức tường, gọi con để khi nó lắng nghe cái tiếng của mình như thế nào. Vậy mà từ đằng xa nó nghe tiếng rồi nó chạy đến, nó be be chạy đến, và nó cứ đứng nó cào cái cửa như thế là muốn chạy vào. Và khi đã bước ra khỏi rồi thì chúng ta đi một bước là nó đi một bước, dừng một bước nó sẽ dừng một bước, đi đâu nó đi theo đó. Và khi vào nhà nó cứ đứng ở ngoài nó rê nó khóc, là bởi vì nó đã nghe tiếng của chủ nó quen rồi. Chúng ta cũng thế, là những con chiên, nhu cầu và trọng trách đầu tiên là chúng ta lắng nghe. Nhưng khi chúng ta bình tâm và suy nghĩ lại, đời thường của chúng ta thường hay đảo lộn, chúng ta nói nhiều hơn nghe. Trong một xã hội bây giờ nó quá ồn ào, chúng ta bước vô xe là cứ phải mở máy lên cái đã,
đến công xưởng là cứ phải bỏ lên cái bên tai của mình để nghe liên tục, nó cứ luôn luôn cái tiếng ồn nào. Về đến nhà là chúng ta ngồi xuống phải coi football, phải làm một cái gì đó, như thế chúng ta sợ cái sự im lặng. Nhưng Thiên Chúa chúng ta lại là một vị mục tử thường hay chỉ nói cho tĩnh lặng. Rất nhiều lần có lẽ anh chị em cũng cảm nhận, chúng tôi lái xe trên freeway, đường cao tốc, thường hay thấy có những cái billboard, nghĩa là những cái bảng lớn ở bên hông của freeway, nó ghi như thế này, một bảng trắng rất lớn, nhưng chỉ nói một cái câu như thế này: God speaks in silence. Thiên Chúa nói trong tĩnh lặng. Chỉ bốn chữ thôi, nhắc nhở cho chúng ta thấy chúng ta cần phải nghe. Tác giả sắc gương Chúa Giêsu nói thế này: nếu bạn không có khả năng để lắng nghe thì bạn cũng sẽ không có khả năng để ăn nói. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, cái miệng chúng ta thường hay nói nhanh hơn là lỗ tai. Chúng ta nói liên tục, nói liên miên liên mãi. Và nếu chúng ta để ý ai mà hay nói nhiều thì dễ bị lỡ lời, đúng không thưa? Trong đời sống gia đình cũng vậy, nếu vợ chồng ai cũng nói thì ai là người nghe? Nếu trong cha mẹ và con cái ai cũng nói, ai là người nghe? Nếu Thiên Chúa nói, ta cũng nói, ai là người nghe? Đầu tiên và trên hết, nhu cầu của một con chiên là nó phải lắng nghe, để chúng ta biết được Chúa muốn nói chúng ta điều gì. Con chiên nó phải nghe tiếng của chủ nó trước khi nó bước để đi theo. Chúa Giêsu ngài đến và ngài tuyên bố: ta chỉ nói những gì ta đã nghe Chúa Cha nói với tôi. Thế cho nên Chúa Giêsu là một vị mục tử, nhưng cùng một lúc ngài là con chiên, ngài lắng nghe. Cha mới bắt đầu gặp sứ vụ của một vị mục tử, nhưng ngài không phải là vị mục tử duy nhất. Tất cả anh chị em chúng ta trong vai trò là cha mẹ, ông bà, anh chị em, chúng ta là những vị mục tử cho nhau, và cùng một lúc chúng ta cũng là con chiên. Nhưng dù con chiên hay vị mục tử, nhu cầu đầu tiên là chúng ta cần phải lắng nghe. Lắng nghe xem nhu cầu của con chiên muốn chúng ta cần làm gì. Lắng nghe xem tiếng khóc của dân chúng như thế nào. Bởi vì nếu trong sự ồn ào mà chúng ta cũng nói liên miên thì thật khó, nếu không nói là không bao giờ có thể để chúng ta nhận ra nhu cầu của con chiên của mình. Thế cho nên chúng ta hãy cầu nguyện để xin cho chúng con có được đôi tai lắng nghe trước khi nói. Nhưng khi nghe xong, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta một nhân đức nữa, đó là nhân đức vâng lời. Có những người có thể họ nghe đấy, nhưng khi tới cái giai đoạn vâng lời và phải làm theo, thật khó là biết bao. Chúa Giêsu từng tuyên bố với các môn đệ: lương thực của thầy là làm theo ý một đấng đã sai thầy. Và Chúa Giêsu đến, ngài chỉ làm một điều duy nhất, là những gì Chúa Cha đã nói, những gì Chúa Cha đã ra lệnh và trao phó cho Chúa Con, ngài làm y chang như vậy, không hơn không kém. Đó là hình ảnh của một vị mục tử. Chúng ta vâng lời. Chúng ta vâng lời trước hết đối với Thiên Chúa, đối với giáo hội, đối với những đấng bậc có thẩm quyền trên chúng ta. Chúng ta vâng lời cha mẹ, ông bà, anh chị em, và chúng ta vâng lời lẫn nhau. Nếu cả thế giới này đều có một nhân đức khiêm tốn để lắng nghe và để vâng lời nhau, thì có lẽ sự hòa bình và hiệp nhất sẽ rất dễ đến với thế giới chúng ta nói chung, và với cộng đoàn và từng gia đình chúng ta nói riêng. Nhưng không dễ để vâng lời một chút nào, bởi vì là con cháu Adam Eva, cả bản thân chúng tôi và anh chị em
chúng ta mỗi người có cái tôi rất lớn. Nhất là khi ai đó góp ý với chúng ta như thế nào, khó để chúng ta đón nhận lắm. Nhưng là những vị mục tử, dù là giáo sĩ chúng tôi cũng thế, chúng tôi không phải là những thiên thần từ trên rơi xuống. Chúng tôi không phải, và nhất là cha mới, không phải là những bậc thần thánh chịu chức xong muôn đời sẽ không bao giờ phạm tội sa ngã. Chúng tôi cần đến sự nâng đỡ, khuyến khích và thậm chí sự dạy bảo của giáo dân. Nhưng phúc cho những vị mục tử nào khiêm tốn để lắng nghe. Còn nếu không, lời của Thiên Chúa đối với các vị mục tử của Israel được thuật lại trong miệng của ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 hôm nay cũng sẽ là những lời đối với chúng ta. Đó là khốn cho những vị mục tử nào không biết vâng lời. Thế cho nên, trong bài chia sẻ ngắn gọn hôm nay, trước hết xin được chia sẻ đến với cha mới khi Ngài bắt đầu với sứ vụ một vị mục tử. Nhưng chắc chắn vai trò là một con chiên đối với Chúa, Ngài vẫn còn đó. Nguyện chúc cho cha trong suốt cuộc đời có được hai nhân đức căn bản: lắng nghe để biết được Chúa muốn cha làm gì đối với giáo hội, đối với con chiên, và vâng lời đối với Thiên Chúa khi Ngài muốn cha thực hiện điều gì đó trong cuộc sống này. Và đó cũng là lời cầu nguyện của cá nhân chúng tôi đối với cộng đoàn. Xin cho tất cả chúng ta bao lâu còn sống trên dương thế này, bao lâu còn mang trên mình vai trò và trách nhiệm vừa là con chiên vừa là vị mục tử. Xin Chúa cho chúng con có được hai nhân đức căn bản là lắng nghe và vâng lời. Để cho chúng ta dễ nhớ, các riêng quý bà là những người không bao giờ tắt rời khỏi những cái ví, cái bóp. Cái ví, cái bóp hình như cái mắt tiền nhất là LV sao đó, Louis Vuitton. Mỗi khi nhìn vào LV thì đó không chỉ là Louis Vuitton, nhưng là một sự nhắc nhở chúng ta được mời gọi để lắng nghe và vâng lời đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Amen.